Xin kính chào quý giả của đài truyền hình SBTN. xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với đội dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được là truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu từ 8 giờ sáng 9 giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ sáu 23 tháng 8 năm 2024. Thưa quý vị, hôm nay Long có việc bận phải nghỉ, có một mình tôi làm mà thôi. Mong quý vị thông cảm, à, cáo lỗi cùng quý vị. hy vọng thứ hai tuần tới anh sẽ trở lại. Và thưa quý vị, tối ngày hôm qua Đại hội Đảng Dân Chủ tổ chức ở tại United Center, thành phố Illinois, tiểu, à, thành phố Chicago, tiểu bang Illinois đã kết thúc sau 4 ngày đại hội. À, ngày hôm qua, Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ đã chấp nhận cái sự đề cử của Đảng trong cuộc bầu cử đối với ông Donald Trump, cựu Tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Cộng Hòa vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Trong bài diễn văn chấp nhận sự đề cử dài khoảng nửa tiếng, thưa quý vị, trên màn hình quý vị thấy bà bước ra và được cả đại hội mấy ngàn người một rừng người hay là nó có thể gọi là một biển người chào đón bà ừ. đây là một khí thế mà chờ đợi có thể nói là một giây phút lịch sử cho bà và cho nước mỹ à, bà như vậy là nữ à, ứng cử viên da đen đầu tiên trong lịch sử hoa kỳ được một đảng chính trị của hoa kỳ đề cử ra chức vụ tổng thống và như vậy là bà là người phụ nữ thứ hai sau bà Clinton năm 2016 cũng được đảng dân chủ đề cử nhưng năm 2016 bà Clinton không thắng. Và đây là lần thứ nhì Đảng Dân Chủ đề cử một phụ nữ nữa trong vòng 8 năm trời, thưa quý vị. Và đây là lần đầu tiên một phụ nữ da màu, à, không phải mắt xanh, mũi lõ, tóc vàng, sợi nhỏ. Đây là giây phút lịch sử, lịch sử và lịch sử. Không biết bà thắng vào tháng 11 này không, ta không biết, nhưng mà bà đã làm lịch sử, tạo lịch sử ngày hôm qua. Và nếu tháng 11 này bà thắng cử, thì bà lại tạo thêm một cái sự kiện lịch sử nữa. Đó là nữ tổng thống da màu đầu tiên của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ thì uh, ngày hôm qua trong cái bài mà diễn văn nhậm chức cái thông điệp của bà là gì cử tri mỹ nên chọn một con đường mới cho tương lai đất nước con đường mới đây là new way forward new way forward con đường mới đi tới chứ không đi lùi hàm ý là gì những cái gì cũ trước đây hoặc là những cái gì của ông donald trump là không nên và bà cũng nói là chúng ta không thể quay lại mà chúng ta phải đi tới và cũng có thể hàm ý luôn là đi tới cho một thế hệ trẻ thay vì một thế hệ hai ông già mà trong gần 8 năm qua chúng ta biết năm 2007 ông Trump lên làm tổng thống lúc đó cũng đã là bao nhiêu trên 70 tuổi rồi à, rồi bây giờ tới ông Joe Biden là cũng u 90 rồi đó ý hàm ý của bà có thể là hiểu như thế tức là gì bỏ những cái cũ những cái mà Donald Trump muốn quay trở lại và đi về cái hướng mới đưa đất nước đi về tương lai mới và qua một thế hệ mới đó thì sau khi chào hỏi này kia các thứ người ta vỗ tay thì bà mới nói như thế này câu đầu tiên bà nói là tôi không ngờ tôi đang ở vào vị trí ngày hôm nay nhưng tôi không lạ lẫm gì đối với tình hình chính trị của đất nước à, tức là ý bà nói là gì tôi đúng là mới thiệt đó phải không mà tôi không ngờ là ngày hôm nay tôi có được cái cái cái, cái vị trí này nhưng mà đừng coi thường tôi tôi cũng rành lắm à, tôi không có lạ lẫm gì ý nói là tôi cũng có, là gần bốn năm làm phó tổng thống được một thời gian làm thượng nghị sĩ của liên bang và từng là bộ trưởng tư pháp của cái tiểu bang lớn nhất Hoa Kỳ. Thực ra đó khi bà làm bộ trưởng tư pháp về nguyên tắc bà ngang với lại 49 cái vị bộ trưởng tư pháp 49 tiểu bang còn lại nhưng mà cái bộ tư pháp của bà là bộ tư pháp lớn thứ nhì ở nước Mỹ chỉ sau bộ tư pháp liên bang mà thôi. Đó. Rồi sau khi nói một chút về gia đình và thân thế của bà thì bà tuyên bố tôi chấp nhận sự đề cử của quý vị đại diện đảng dân chủ trong cuộc bầu cử sắp tới. Như vậy thưa quý vị Cái phát biểu của bà Kamala Harris ngày hôm qua Chấm dứt 8 tuần lễ Đầy sóng gió trong chính trường Mỹ Đánh dấu một chuyển biến rất là quan trọng Cho đảng Dân Chủ Trong khi chỉ còn 75 ngày nữa Là tới ngày bầu cử Ngày hôm nay thì còn trừ đi một ngày còn 74 ngày Thì chúng ta biết là Sau khi mà ông Biden có thể nói làm hỏng Cái cuộc mà tranh luận Với ông Donald Trump vào ngày 27 tháng 6 Thì đảng Dân Chủ rất lo lắng họ không biết là ông Biden có thắng nổi không và rõ ràng là chúng ta sẽ biết sau này ông ngày 21 tháng 7 ông Biden đã tuyên bố rút lui và đề cử bà vào cái chức vụ ứng cử viên tổng thống thì ngay sau cái ngày đó thì coi như đảng dân chủ có khí thế trở lại bởi vì họ sợ rằng ông Biden tiếp tục tranh cử thì không những Biden thua mà đảng dân chủ có thể thua luôn cả thượng viện và khó lòng lấy lại hạ viện đang nằm trong tầm kiểm soát của đảng cộng hòa hả, à. thế sau khi bà này lên thì người ta mừng rỡ, à, vài bà này tạo ra khí thế và hy vọng cho đảng dân chủ. À. thì bà nói tiếp là với cuộc bầu cử này, đất nước chúng ta có một cơ hội tuyệt đẹp vượt qua các trận chiến quá khứ đầy cay đắng, chỉ trích cay độc và chia rẽ. chúng ta đang có một cơ hội chọn con đường mới cho đất nước, tầng new way, new way forward không phải trong vai trò bất cứ một đảng phái hoặc nhóm nào mà là trong vai trò người mỹ tất cả đều là người mỹ ý bà nói là như thế đó ngày hôm qua đó tức là gì? đảng phái thì chúng ta tập trung lại chúng ta đưa đất nước đi lên trong vai trò của tất cả những người mỹ đó thì thưa quý vị đó là cái mở đầu của bà ngày hôm qua và cái sự kiện mà ngày hôm qua chúng tôi nói bà coi như là nữ ứng cử viên da đen đầu tiên được một đảng chính của Hoa Kỳ đề cử đứng vào cái vai trò ứng cử tổng thống nó đánh dấu một cái chuyện quan trọng khác ngoài những gì tôi đưa ra hồi nay đó là nó cho người ta thấy là cái vai trò của phụ nữ ngày càng quan trọng hơn trong xã hội Mỹ 2016 nước Mỹ đã có một nữ ứng cử viên tổng thống rồi nhưng bây giờ có một nữ ứng cử viên tổng thống không phải mắt xanh mũi lõa tóc vàng sợi nhỏ không phải chỉ nói lên màu da không mà nó nhắc nhở người ta đến cái lá phiếu của phụ nữ nó quan trọng như thế nào càng ngày nó càng quan trọng Mặc dù phụ nữ Mỹ mới chỉ được đi bầu từ năm 1920 Tức là sau khi nước Mỹ ra đời 144 năm 144 năm Tức là thưa quý vị nước Mỹ ra đời năm 1776 Nhưng mà người phụ nữ không được đi bầu Cấp tiệt à. Tức là nước Mỹ đã có một thời gian là không có dân chủ Không có bình đẳng Mãi đến năm 1920 Sau nhiều cái đấu tranh phụ nữ bắt đầu được đi bầu Và bây giờ quý vị thấy đó là bao nhiêu? Hơn 100 năm sau Đúng chưa? Hơn 100 năm sau Nước Mỹ mới có phụ nữ da màu ra ứng cử tổng thống Và năm 2016 thì biết là đúng 100 năm sau Gần 100 năm sau thì đúng hơn 2016, 1920, 2016 Từ gần 100 năm sau mới có một nữ ứng cử viên tổng thống Đó là bà Clinton Bây giờ mới có nữ ứng cử viên tổng thống da màu Là coi như là hơn 100 năm sau đó để nó đánh giá cái chuyện đó thành ra bà cũng nhấn mạnh một cái điểm này luôn bà nói là tối hôm nay tại nước mỹ có quá nhiều phụ nữ không thể quyết định vấn đề này cho chính mình đó là vấn đề gì vấn đề trọng tâm của cái cuộc bầu cử này mà bà là vai trò phụ nữ đó là gì quyền sinh sản phụ nữ đang bị đe dọa đó là một trong những điểm trọng tâm của cuộc vận động này cho nên bà mới nói rằng là có nhiều phụ nữ không thể tự quyết định vấn đề này cho chính mình Và chúng ta phải rất rõ ràng là vì sao có chuyện này xảy ra Đó là do cụ Tổng thống Trump Chọn đề cử người vào tối cao pháp viện Để họ lấy mất cái quyền này của phụ nữ à, bắt đầu Quay ông Trump liền Tức là cài cái chuyện mà Quyền suy sản phụ nữ Nhắc chúng ta nhớ gì Roe v. Wade Một cái phán quyết của tối cao pháp viện Sống sót gần 50 năm Và đã bị lật ngược Hồi năm 2002 và tháng 6 năm 2002 Do ông Donald Trump Đề cử 3 vị tranh án bảo thủ vào trong Cái tòa à, cái tòa đấy 6 bảo thủ có 3 cấp tiến thôi Và nhắc lại cái chuyện đó tôi bà cài ông Trump vô cái chuyện của phụ nữ Cái quyền phá thai sinh đẻ Là chuyện của chúng tôi Bà mong khi bà nói vậy là bà hy vọng Lấy được lá phiếu của tất cả phụ nữ Chứ không phải phụ nữ dân chủ, phụ nữ cộng hòa Hay là phụ nữ trung dung Đó là mục đích của bà rồi bà nói thêm nữa nè Chúng ta phải tự hỏi một cách chính xác Có phải họ không tin phụ nữ À cài qua liền cài qua liền cài qua liền à. Nhưng 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 chúng ta tin tưởng vào phụ nữ We confident in women Đó là lời bà nói ngày hôm qua Tức là gì Cho thấy rằng nếu mà bầu Donald Trump Thì ông sẽ cho thêm cái là ít nhất một hai thẩm phán Bảo thủ vô đó thôi muôn đời luôn khó lòng lật ngược lại cái phán quyết bởi vì tất cả cái này có đều có thể thay đổi ví dụ một ngày nào đó nếu giả sử bà thắng cử đùng một cái hai ba bà thẩm phán nghỉ hưu hay là vì lý do gì đó không còn nghĩa là là là, 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 là thở hơi thở chứ có đời gì nữa mà tôi né chữ kia né chữ kia người ta bảo tôi chủ à. thì biết đâu bà bổ nhiệm với người khác vô và khi mà nó thay đổi cái thành phần trong tòa nó có thể thay đổi trở lại là lật ngược lại khoan khuyết của trước đây đó. đó ý bà là như thế. Đó. rồi đó là về phụ nữ. rồi cái nhóm thứ hai bà nhắm vào là thành phần lao động trung lưu. bà nói rằng là tôi xuất thân từ thành phần lao động trung lưu và bà mô tả mẹ của bà một phụ nữ Ấn Độ đi qua Mỹ gặp bố của bà người gốc Jamaica là một giáo sư dạy kinh tế ở đại học Stanford đã phải tiết kiệm như thế nào cho bà và người em gái là Maya trong vấn đề tài chính để hai người được ăn học và vượt qua những cơ hội mà những người khác không có. À, 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 à. Tôi xuất sân từ thành phần lao động trung lưu. Bà nói rõ luôn, tức là bà muốn cho người ta thấy rằng giữa bà và ông Donald Trump tương phản. Ông Donald Trump là người con nhà giàu. Mà ngày hôm trước, à, tôi quên mất ai nói. À, bà Michelle Obama nói là ông Donald Trump là nhờ cái Opportunity Action. Opportunity Action là gì? Một chương trình trợ giúp của liên bang, trợ giúp những người nghèo khổ, những người không có cơ hội ở trong xã hội Mỹ để vươn lên bằng với người bản xứ. Nó được thực hiện trong lĩnh vực giáo dục, việc làm, hợp đồng làm việc, vân vân và vân vân. Có nghĩa là gì? Tôi hơi lan man, chứ được ghi hiểu ở Action là gì? Ví dụ như trong một trường học, nhận 100 sinh viên thì người ta để nó riêng ra 20 chỗ cho 20 người mà thuộc các sắc tộc hoặc các thành phần bị bất lợi như sao, còn 80 người kia là cái tiêu thố anh vô. Còn 20 người này chúng tôi chọn là trong cái nhóm người còn lại lấy 20 chỗ. Trong công việc làm cũng vậy. Ví dụ có 100 hợp đồng cũng phải có 20 cái hợp đồng dành cho người thiểu số. đó nhưng mà không biết bà bi sale qua cái đó là giúp người nghèo còn ông Trump nó được cái nó giúp giúp là bố bộ giúp bởi vì affirmative action là giúp cho những người bị thất bại trong xã hội Thất bại là falling down đúng không? bà Michelle Obama dùng chữ là fall, falling forward Rất và rất đi lên là nhờ ông bố để lại tiền Thì bây giờ bà Kamala Harris cũng tối ngày hôm qua nhắc lại cái điểm này Đó cho thấy là gì tôi xuất thân thành phần lao động trung lưu cho nên tôi mẹ tôi rất khổ sở tạo cho tôi cơ hội mà người khác không có Thành ra hôm qua bà bảo là tôi sẽ tạo một cơ hội kinh tế cho tất cả mọi người Mọi người đều có cơ hội tranh đua và có cơ hội thành công Đó là cái thông điệp của bà Thông điệp thứ hai của bà ngày hôm qua Nhắm vào cái giới cử tri mà lao động trung lưu Bà còn nói cái gì nữa trong cái bài diễn văn ngày hôm qua Chúng tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo Xin quý vị đừng làm màn hình FPTN cảm ơn quý vị Nếu mình vừa đài truyền hình SBTN sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình của đài và xin cao lỗi quý vị là hôm nay mày phải làm có việc bận, phải nghỉ à, thứ hai tuần tới hy vọng anh sẽ trở lại à, làm việc chúng tôi đã nói về cái bài diễn văn coi như là nhận sự đề cử của đảng dân chủ của bà phó tổng thống Kamala Harris tối ngày hôm qua ngày kết thúc đại hội đảng dân chủ tại thành phố Chicago tiểu bang Illinois ở trong bài diễn văn này thì đầu tiên hết bà Tham nói về cái quyền phụ nữ sau đó đến là thành phần lao động trung lưu và bà hứa rằng là bà sẽ uh, tạo cho mọi người một cơ hội tốt trong tương lai. À. Rồi bà cũng đi vào cụ thể, bà cũng hứa sẽ giảm thuế cho tầng lớp lao động trung lưu này. Bà nói là chúng ta sẽ không đi ngược lại, chúng ta hướng tới một tương lai tươi sáng cho tầng lớp lao động trung lưu và xây dựng tầ tầng lớp này vững chắc là mục tiêu của tôi trong vai trò tổng thống đó tức là bà nói rằng tôi sẽ xây dựng cái tầng lớp này và đó là mục tiêu chính của tôi trong vai trò tổng thống 4 năm tới thì chúng ta biết là ngày hôm qua tôi có giải thích cho các vị ngày kia mấy ngày trước ở mỹ đó, cái tầng lớp trung lưu tầng lớp chính là cái xương sống của xã hội của mỹ cả về mặt chính trị kinh tế xã hội mọi thứ bởi số này vẫn đông hơn nó có ba nhóm ta có thể tạm gọi nhóm rất giàu nhóm rất nghèo thì hai nhóm này thiểu số này cái nhóm trung lưu này mới là cái quan trọng nhóm này đó làm nhiều hơn trẻ trung hơn và đóng thuế nhiều hơn đó một cái nhóm này mà nó vững á, thì là đất nước nó vững mà không phải chỉ ở Mỹ mà tôi nghĩ đất nước là cũng vậy rồi bà quay sang vấn đề đối thủ bà là ông Trump bà không quên đưa ra cảnh cáo về vụ ông này bà nói rằng ông sẵn sàng vi phạm luật pháp ông sẽ sẵn sàng gây hỗn loạn đến nước này nếu đắc cử lần thứ nhì. Và ta nhớ là bà nổi tiếng cái câu trước đây khi mà bà tranh cử bắt đầu tranh cử bà có nói tôi từng là công tố viên tôi biết cái loại tội phạm như thế nào ý nói đến ba bốn tội của ông Donald Trump tối qua bà nhắc tới vụ ba bốn tội hình sự ở tại New York thì chúng ta biết bà Harris đó, ban đầu bà làm công tố viên ở tại Oakland County ở California sau đó bà ra bà ứng cử chức công tố viên của San Francisco rồi bà đắc cử bộ trưởng tư pháp của tiểu bang California và rồi đắc cử thượng sĩ Hoa Kỳ và rồi đắc cử phó tổng thống nhưng mà gốc của bà là công tố viên ý bà nói là gì tôi là gốc công tố viên ông kia gốc tội phạm <laughs> Đó. thì bà có nêu ra cái 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 cái, cái vụ ba bốn tuổi sự ông Trump và cái vụ mà tội dân sự ông bị tố là sách giữ tình dục cái nhà văn Giancarlo uh, Đó bà nói là thứ tưởng tượng nếu ông trump làm tổng thống ông sẽ tận dụng mọi quyền hành to lớn của mình để không cải thiện cuộc sống của người Mỹ không gia tăng an ninh quốc gia mà chỉ tập trung vào việc phục vụ chính cá nhân ông và điều này ngày hôm kia đã được cựu tổng thống bill clinton nói là me myself and i i myself and me đó là ý nói là ông trump như thế đó, bà, bà đưa ra cái hình ảnh tương bản thực sự cái đó ai cũng biết là nhưng bà cố tình bà nhắc thêm một lần nữa Để cho người ta đừng có quên Và bà đánh vô cái điểm luôn Mà ông Trump bị thất thế Bà nói bà sẵn sàng chấp nhận kết quả bầu cử Và tham gia vào việc Chuyển giao quyền hành cách êm thấm Ngụ ý cái chuyện năm 2021 Khi ông Trump thua bầu cử Ông Joe Biden ông Trump đã bị tố cáo Sách động, bạo động Gây chấn động lịch sử Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ trong hơn 200 năm đó là tấn công vào tòa nhà quốc hội hoa kỳ đòi treo cổ phó tổng thống mike pence người phụ tá của ông đó bà nhắc cái chuyện đó rồi bà cũng hứa luôn tất nhiên lời hứa không có thực hiện được không biết rồi mình chỉ tường thuật cho quý vị biết thôi tôi xin hứa tôi sẽ là tổng thống của tất cả người mỹ tôn trọng hiến pháp hoa kỳ cũng như những nguyên tắc căn bản những quy định và chuyển giao quyền hành cách êm thắm thấy chưa tức là bà tương phản và cho thấy cái sự thương phản của bà ông Donald Trump. Tức là ông Donald Trump ba cuộc bầu cử này. Ba cuộc bầu cử 2016, 2020 và bây giờ 2024 chưa bao giờ và chắc lẽ là không bao giờ ông sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử trước đó. Mặc dù các đối thủ của ông bà Clinton, ông Biden và ngay bây giờ bà Kamala Harris đều nói chúng tôi chấp nhận kết quả bầu cử. Thắng thua không cần biết là tôi chuyển giao cái này em thấy không? Lại tương phản một cái điểm yếu của ông Trump nữa. Ông Trump nói, giống này, <laughs> ông thấy chỉ khác tùy theo kết quả như thế nào tôi chấp nhận hay không ý ông hàm ý sẽ sẽ, sẽ, sẽ bị ai biết cả vũ trụ đại biết là ông trump chỉ có thắng là không giờ lận. mà thắng là phải thắng cả phiếu của tri đoàn và phiếu của phổ thông nha trong tháng năm 2016 tháng bạc Clinton ông bảo là vẫn là gian lận bởi vì bà thắng xuống phổ thông ông bảo vẫn gian lận cho nên có lúc ông bảo là công cuộc bầu cử nó không tính <laughs> đồ bầu cử 2020 luôn cũng không tính luôn bởi vì trước khi bầu cử với ông Biden là ông đã nói là gian lận đối Thầy giáo tính là hồi đó ông thắng đó là 2004 Ông làm cái 2004 ông sẽ ứng cử Thêm hai lần nữa trừ năm 2020 và 2016 Thế là ông nói đàng hoàng Tôi có từng chứng minh cái chuyện này trên đài này cho quý vị đúng không Nghe và ông bảo đôi giống nói xấu Trong tôi chả nói xấu tôi nói sự thật Sự thật và sự thật Đúng không Tôi đã từng chứng minh quý vị rồi Ông nói cái này rồi năm 2020 đó. Rồi Đó là những cái điểm chính mà bà nói Ngày hôm qua Ở trong cái bài diễn văn của bà nhưng mà ngày hôm qua, bà cũng đụng tới một cái vấn đề, đó là vấn đề ngoại giao. Và quý vị để ý đó, ngày hôm qua nó có những cái điểm đặc biệt trong đại hội kỳ này mà cũng bị người ta chỉ trích. Đó là thiếu vắng một số vấn đề rất là nội cộng, rất là coi như là được đáng, đáng chú ý. Ví dụ, chúng ta thấy là có những cuộc biểu tình ở bên ngoài đại hội đảng Dân Chủ trong 4 ngày qua. Có bốn ngày qua Những người biểu tình phản đối Đại hội Đảng Dân Chủ Là họ phản đối chính sách của chính quyền Biden Harris Ở tại Trung Đông Và quý vị thấy đi Trong suốt 4 ngày đại hội Không có một đại biểu nào Không có một diễn giả nào Được đứng trên sân khấu Nhắc về cuộc chiến Trung Đông Họ né ra đó Và đây là vấn đề nhạy cảm đây là vấn đề nhạy cảm. Cho nên á, là họ đưa những người này người kia lên nói nhưng mà ngày hôm qua hoàn toàn người ta chờ đợi xem là ngày hôm qua có ai nói về cuộc chiến trung đông nhưng mà không ai nói chỉ có bà harris nói mà thôi à. chỉ có bà harris nói nhưng mà bà nói một cách gọi là lững lờ ấm mờ không khác gì ông joe biden ngày hôm qua bà nói đây hôm qua đó thưa quý vị nó có khoảng hôm trước trong bốn ngày qua đó có khoảng ba chục đại biểu gọi là uncommitted tức là không có bầu cho cái gọi là liên danh dân chủ hiện nay vì vấn đề trung Đông thì những người đó cũng không được lên nói luôn mặc dù trước đó ban tổ chức bảo là chúng tôi tôn trọng những ý kiến khác nhau vân nhiên nhưng mà không có tiếng nói ngược với ban tổ chức ngược với ban vận động bà Harris trong cái chuyện mà trung Đông nhưng mà ngày hôm qua này bà có nhắc cái chuyện đó bà nói đây mà bà nói cái chuyện này là ở cuối bài diễn văn tức là sau khi nói các vấn đề nội bộ này kia hết rồi bà mới nói tới cái chuyện là bà nói là về vấn đề cuộc chiến ở giải Gaza để tôi nói rõ cho quý vị bà nói hai lần let me be clear Nghe không nói rõ luôn đây có thể là cái cách mà bà không thể né được bà phải nói bởi vì trong đảng dân chủ có hai cánh một cánh để ủng hộ Israel một cánh ủng hộ Palestine mà cánh ủng hộ Palestine là cánh trẻ cánh ủng hộ Israel là cánh già và đây cũng là hai khối cử tri quan trọng cánh già thì cho thôi, cho tiền nhiều cánh trẻ thì phiếu hoặc là không phiếu thì nó la lớn Đó. thì bà nói như thế này tôi luôn luôn ủng hộ và bảo vệ cái quyền của Israel được quyền tự vệ và bảo đảm là người dân Israel sẽ không bao giờ phải chịu cái cảnh mà khủng khiếp do cái tổ chức khủng bố Hamas gây ra vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Đó là lời bà nói nha. Xong rồi bà mô tả cái vụ tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái và nói luôn là có những cái cuộc gọi là bạo động về tình dục tự ý nói rằng là gì quân Hamas hãm hiếp những người Israel xe mặc dù Hamas cho giờ phút này là họ bác bỏ cái chuyện đó nếu có thì là chúng tôi không chủ trương rồi bà nói về cái chuyện là coi như là Israel bị cái chuyện là bị hư hại, bị thiệt hại. Và 1.200 người Israel, 1.200 người dân vô tội. Trong đó có thể có cả lính luôn bị thiệt mạng. Cho nên Israel có quyền trả đũa. Và bà nói là cái mức độ hiện nay ở tại Israel là không thể tin nổi. Nghĩa là gọi là gì? Đắng lòng. Đau lòng. Nhưng bà không nói rõ bà sẽ giải quyết chuyện đó như thế nào nếu bà đặt cử. Y chang như ông Joe Biden Tổng thống của bà Bà không nói rõ Bà sẽ sử dụng cái vai trò Của nước Mỹ như thế nào Để áp lực Israel Ngưng hoặc là thay đổi Những cái chiến thuật của hiện nay Ở tại giải Gaza Đó Và bà cũng không nói rõ luôn Là bà sẽ giải quyết Cái quan hệ mà không được tốt đẹp Giữa bà và ông thủ tướng Netanyahu của Israel Cái người mà bà đã gặp và ít nhất là nhiều lần ông Biden nói chuyện với ông này qua điện thoại Bà có ngồi kế bên để mà bà nghe, lắng nghe Không thấy bà nói cái đó Bà có nói gì về cái chuyện này nữa Chúng tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo Xin đừng ra màn hình FPTN Cảm ơn quý vị đứng mình của đài truyền hình FBTN. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình của đài một lần nữa. Cáo lỗi quý vị là anh lòng Long hôm nay có việc bận nên không có đi làm. Hy vọng tuần sau anh sẽ trở lại. Và tôi đang nói về cái bài diễn văn nhận cái sự đề cử của bà Kamala Harris tại ngày cuối cùng đại hội đảng dân chủ tối ngày hôm qua thành phố Chicago tiểu bang Illinois. Thì cuối bài diễn văn bà không thể né được cái vấn đề mà đối ngoại của Mỹ, đặc biệt trong vấn đề cuộc chiến tại Trung Đông mà giữa Israel và Hamas thì sau khi bà nói là cái quyền của Israel được tự vệ và bà mô tả cái vụ tấn công ngày 7 tháng 10 nó thê thảm như thế nào. Nhưng bà cũng không đưa ra được giải pháp. Rồi sau đó bà hiểu rằng sau khi nói cho cái cánh mà ủng hộ Israel hài lòng thì bà trở lại cái nhóm mà ủng hộ Palestine. Bà cũng nói rằng là có những người dân Palestine bị chết cách vô tội ở đó và tình trạng này cần phải chấm dứt. Và người Palestine có quyền đòi hỏi an ninh cho họ, tự do cho họ và quyền tự quyết cho họ. Nhưng bà lại không nói gì về cái chuyện là Israel có chấp nhận những cái giải pháp này không hay là những cái yêu cầu Palestine hay không. Tức là người ta bảo là it take to, to take it. Tức bà nói là phải chấm dứt, Israel có quyền bảo vệ mình vân vân và vân vân. Và Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ Israel nhưng mà bà cũng nói là người Palestine cũng cần được tôn trọng, không được giết đâu vậy. Nhưng mà để mà có một cái giải pháp hai nhà nước đây là một cái giải pháp mà đã được đưa ra từ lâu, từ thời Bill Clinton thập niên 1990 mà cho đến nay tất cả các nước trên thế giới đều tìm cách giải quyết nhưng vẫn không được. Thì để có cái giải pháp hai nhà nước đó thì may ra có hòa bình Trung Đông thì thưa quý vị không phải chỉ bên Palestine không mà bên Israel cũng phải nhượng bộ. Nhưng không thấy bà nói Là sao cần nhượng bộ cái gì Thì đây là một cái chủ đề rất là nhạy cảm Mà thường thường đó, Ở trong cái bài diễn văn mà đại hội đảng đó, Nó mang tính nội bộ nước Mỹ nhiều hơn Người ta không nói về chính sách ngoại giao Hoặc nói rất ít Ngày hôm qua thì bà có khẳng định là Phải cái là Chị cái anh Bắc Hàn Anh Putin Anh Nga về cái vụ xâm lăng Ukraine Và hứa nước Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine và sẽ bảo đảm không để Trung Quốc qua à mặt. Nhưng mà cái chuyện Trung Đông là cái chuyện tế nhị. Cho nên quý vị thấy đấy trong bốn ngày đại hội là không ai được nói đến chuyện Trung Đông. Gần như là không ai nói. Chỉ có bà nói mà nói ở cuối bài diễn văn. Đó. Thì đó là sơ sơ những cái điểm mà gọi là trong bài diễn văn của bà ngày hôm qua. Đó. Uh, mà đáng chú ý nói chung nó nhiều thứ lắm, à, chúng tôi không có gì giờ nói hết cái chuyện này nhưng mà đại khái đó là những cái điểm chính mà chúng tôi thấy trong bài diễn văn của bà. Thì uh, ngày hôm qua thì cũng có cái nhóm mà uh, ủng hộ kiểm soát súng cũng được lên nói trước khi bà đọc diễn văn, đại khái là đưa những cái uh, thân nhân của những nạn nhân trong những vụ nổ súng ở bên Texas, bên Connecticut rồi vân vân lên nói. Rồi bà thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của đảng uh, dân chủ thì bang Massachusetts lên nghĩa là kêu gọi ủng hộ cho bà Harris và được người ta vỗ tay tán thưởng kéo dài trong khoảng một phút rồi bà cảm động bà muốn khóc luôn bà khóc thật đó. bà mới kể lại cái câu chuyện là bà với bà Kamala Harris đã từng đụng nhau ở trong cái cuộc đó là ứng cử tổng thống trước đây đó. Nhưng mà rồi cuối cùng hai người là bạn Bởi bà ủng hộ bà Kamala Harris đó, Đại khái là như thế Thì đó là sơ khởi những cái điểm chính Mà tôi thu thập được uh, Trong cái chuyện là uh, Ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm qua thì thưa quý vị, sau khi mà bài diễn văn của bà này đọc xong Thì có một người nổi, nổi nóng, nổi quạo đó. Trước đó đã nổi quạo rồi, đó là ông Donald Trump chứ không ai khác Trước, cái là ngày hôm qua, trước khi cái bà Kamala Harris mà, mà, mà gọi là, là, là đọc diễn văn Thì quý vị biết là tối thứ tư là ông Tim War thống đốc của Minnesota Đọc diễn văn chấp nhận sự đề cử, ứng cử phó tổng thống Thì ông Trump ngày hôm qua sáng mai phang lên, bảo ôi ông kim war này là cứ khoe khoang nào là giáo viên nào là huấn luyện viên xin lỗi live quế ông nói ông viết uh, live quế là đồ vừa là võ sĩ hạng nhẹ hạng long tôi không biết tôi không có rảnh bên 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 à, quyền anh mấy mà hồi trước mình hay nghe gì hạng long hạng gà hạng nhẹ đại khái là tôi nghĩ hạng long chắc là hạng nhẹ ý ông là chỉ là anh hạng anh long thôi chả ăn thua cả bởi vì cái bài diễn văn của ông uh, Team War tối thứ tư uh, Nhất là có sự phản ứng người con trai uh, Ghost War gây, gây, gây bão mạng Thành ra ông, ông, Trump khó chịu Ông Trump tính của ông là từ trước lại Nói về đám đông về sự ủng hộ là không ai được qua mặt ông hết Qua mặt ông là xúc phạm, ông là xỉ nhục, ông ghê là Ông phản ứng liền đó là sơ khởi trước khi bà bà Harris đọc diễn văn sau khi bà đọc một cái ông chịu không nổi ông không thể nào mà ông chịu nổi gọi là theo ngôn ngữ của bà ga bảo là con mụ này không phải là tôi nói nha mà tôi biết bảo đảm quý là tôi biết nhiều maga đấy gọi là con mụ này con mụ mụ mọi đen hồi trước gọi obama là thằng mỏi đen nhiều lắm tôi nhìn được ngọt đấy đó thì ông phản ứng ngay vừa nghe xong gọi điện thoại của đài fox liền trời ơi bài diễn văn này tệ nhất chưa từng thấy <laughs> ông đấy chưa thấy ai đọc diễn văn tệ như vậy hết ông bảo Gọi phố về Fox News lên hiền Thấy không? Thấy không? Worst speak ever Đó Tệ nhất Thì chứ rồi Ông còn hỏi nữa Madame President Ở đâu ra mà Madame President Làm sao thắng được Madame President Rồi ông còn hỏi nữa mà, Trời ơi Toàn là nói tầm bậy tầm bà Đồng chí Kamala Nghe dở quá Mà Hunter đâu mà không thấy Hunter ý gì ý nhắc hình bài đặt, à, mày anh giấu mày anh giấu giấu thằng hút ke sử dụng súng mà làm chuyện ấy với chị dâu nó đã, đã khai vậy à, ghê chưa tức là ông theo dõi bốn ngày Ông bảo là tại sao nào là người này người kia lên nói nào là Obama, Michelle Obama, Hillary Clinton, Clinton rồi đủ thứ Elizabeth Warren rồi uh, Winfrey Oprah, rồi cái là Leon Panetta rồi mà không thấy tôi Biden đâu. Ông đợi tới cuối cùng luôn mà. Ê, que sân Đó, ông nhắm vào bạn. Mấy anh không dám đưa Hunter Biden ra để nói chuyện. Tối hôm qua ông Trump phản ứng liền. Phản ứng dữ dội. Đó. Mà ngày hôm qua đó thưa quý vị, ông đâu có phải là ông rảnh trang gì đâu. Bận rộn, bận rộn vô cùng. Trong lúc đảng Dân Chủ thấy không, kết thúc 4 ngày đại hội, thì ông đến Arizona vận động tranh cử. Đây lúc là một tiểu bang chiến trường. Và ông đến ngay vùng biên giới. vị nhớ năm 2020 ông thua ông Biden. Chỉ có khoảng 10.000 phiếu đấy, đau đớn. Ngày hôm qua chúng tôi đến biên giới đánh ngay, xấy ngay vào cái mà gọi là quan trọng nhất mà ông cho rằng ông thắng thắng điểm, đó ông đang thắng điểm, ông khai thác cái này, đó, quý vị thấy như màn hình đâu? đi ra vùng biên giới sát bờ tường này kia ông hỏi, đồng chí camera đâu rồi? đồng chí mà gọi là chùm biên giới đâu rồi? Lazy, lazy ông gọi là gì? Lazy border star, à, tức là chùm biên giới lười biếng, à, nói luôn, đó. ông bảo này Chứ không, tường quá trời nè, tường chúng ta xây nè. À, nếu mà chúng ta nhìn coi, nhìn lên phía trên coi, không? đây là cái nơi mà chặn những người này lại, những người mà Biden và Harris cho vào, <laughs> đây là cái tường mà chặn những người mà Biden và Harris cho vào, đó, đó là nơi mà chặn những con người mà đi vào bất hợp pháp, đó là nơi họ vào. Bây giờ họ không thể đến đây nữa, để không? Những cái tường này là làm cụ thể là để ngăn chặn và bảo vệ bên giới chúng ta đó và đây là một cái gọi là gì phương pháp ngăn chặn tội phạm hàng đầu rất là khó leo lên rất khó leo lên nếu mà chúng ta không có những cái mà suy nghĩ mà ngăn chặn như vậy chúng ta sẽ không bao giờ làm như vậy được cho tới khi chúng ta thấy là không ai leo vào được không có tường này bảo đảm có sự khác biệt lớn lúc đúng không đúng không quý vị công nhận không không có bức tường này là nước mỹ là coi như bánh can ý ông nói như thế <laughs> nhưng mà quý vị nhớ câu chuyện đó hồi đó khi mà ông xây cái tường 25 mươi feet đó, ông tim Wall lúc đó là thống đốc của minnesota và ông ơi 25 mươi feet đó, thì nó làm cái thang 30 mươi feet nó leo qua mà quý vị thấy rồi cũng cho quý vị coi một vài lần nữa leo thang hậu bờ rồi tụt ra biên giới này hai lần tôi biết dễ dàng vỏ khuất dày móng tay nhọn anh làm càng cao tôi làm thang cao hơn thì hồi đó Tim bảo Ê, ông ơi ông làm cái 5 feet ông thua vậy? Ông làm kiểu này tôi sẽ đầu tư vào tôi làm cái thang 30 feet cho người ta leo qua Thế là ba gà chụp cái câu đó bảo Úi giời ơi Tim Hoa đòi đầu tư vào việc và gọi là công việc gọi là doanh nghiệp mà để giúp người ta vượt hàng rào cũng trầm lấy tách hào thích ao con lấy cái đoạn là chửi tìm Hoa. quá trời tìm Hoa bị sức bất, sao bang luôn cái vụ đó Nói ra là chơi gọi là gian lận, đánh lận còn đen, hiểu không quý vị hiểu không? Gọi là một nửa ổi mì là một nửa ổi mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Đó. Thì, rồi trong lúc đó, nghĩa là vừa tấn công bảo Kalmaris, vừa tấn công team war, nhưng mà ông né, trách 2025. À, ngày hôm qua tôi có nhắc quý vị, hôm qua hôm kia tôi nhắc quý vị quý vị nhớ là cái vụ mà 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 gọi là 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 là, là cái vụ mà project 2025 đó bây giờ người ta phát hiện ra là, là trong đó có rất nhiều cái đề nghị ở trong đó giống với những gì mà ông Trump cũng dự định giống về cái gì giống về gọi là thôi lát tôi sẽ kể với tôi phải đi cái quảng cáo xíu xin quý đừng làm mình nghe video chúng tôi trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại